Thầy chào các bạn thân mến. Hôm nay thầy tiếp tục dạy chúng ta phần mềm Word Excel trong Microsoft Office. Bài hôm nay thì thầy xin giới thiệu chúng ta là cách chúng ta chèn số cột ở trong một file Word. Thì đầu tiên các em phải vào layout để các em đặt trang cho thầy. Ở đây thì có letter là khổ bức thư, nó cũng hiện lên cho chúng ta đơn vị ở đây. Rồi A4 là giấy A4 mà các em hay in ở ngoài hiệu photo đấy. Rồi more size có nghĩa là các em có thể tự nhập size vào đây. Thế trong phần này thì chúng ta có margin có nghĩa là lề, top, left, top là đỉnh của trang, left là trái trang, bottom là đáy và right bên phải. Thì mặc định thì thầy cứ để như này, các em có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. Còn gutter có nghĩa là gáy của trang, tức là ta để gáy bên phải bên trái thì tùy các em. Các em chú ý như thế nhá. Rồi để đổi đơn vị thì các em phải nhớ là và chúng ta chọn menu file, chúng ta chọn option, rồi chúng ta chọn Advanced, chúng ta đi xuống đây đấy, thấy cái chữ là unit đơn vị đây thì chúng ta đổi sang nhá. Các bạn nào mà không quên đổi thì các bạn phải đổi, mà nó hiện ra đơn vị Anh các bạn khó hình dung được chiều dài, độ dài của đơn vị đấy. Để hiện ra cái thước thì các bạn vào view, các bạn chọn kích là ruler. Còn các bạn muốn hiện ra một cái thanh navigation thì các bạn chọn vào đây. Các bạn chú ý cho thầy nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào home, chúng ta vào insert, rồi chúng ta sẽ khám phá tất cả những cái việc này. Rồi chúng ta vào page layout, chúng ta chọn column, chúng ta chọn hai cột hay ba cột tùy các con em nhá. Rồi bây giờ chúng ta cho hai cột, thì trên này sẽ hiện ra hai cột. Còn các em muốn nó sâu ra cái dòng của chữ thì chúng ta lại vào option, chúng ta chọn Advanced, rồi chúng ta chọn xuống dưới này có chữ là sâu text boundary đấy, chúng ta chọn này thì mỗi lần ta đánh thì nó sẽ hiện chữ ra ở đây, nó sẽ phân chia cho mắt chúng ta nhìn thấy hai cột. Cái này khi in thì nó không ra hiện ra đâu, nó chỉ hiện ra lúc các em soạn thảo thôi đấy. Thế bây giờ để chèn văn bản vào hai cột thì thầy thay vì cho nó nhanh, các em có thể typing có nghĩa là gõ chữ vào, hoặc các em vào trong một trang mạng, chúng ta chọn ở đây thầy vào trong mạng thầy chọn một cái đoạn văn, chúng ta chọn đoạn văn đấy. Vì máy của thầy được kết nối mạng internet rồi, không giống như là ở trên lớp thì nó rất là khó. Chúng ta chọn là ví dụ như dân trí chẳng hạn. Rồi ví dụ như là chúng ta muốn có một cái chỗ một trang dân trí chẳng hạn thì thầy copy cái đoạn dân trí này đó, sao chép vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ paste nhé. Đó. Nó sẽ hiện ra từng đoạn một cho chúng ta nhìn thấy. Đây là cột thứ nhất. Thì khi thầy paste tiếp thì nó sẽ không xuống trang sau, mà nó lại hiện ra chúng ta là cái trang này có hai cột. Đấy. Khi mà thầy thêm thì nó mới xuống trang thứ hai. Đấy. Còn nếu không có chữ thì nó vẫn ở trang một. Rồi bây giờ chúng ta muốn chèn một cái bức tranh ra phía chèn chóc lên đây. Bên phía giữa đây thì chúng ta lại vào Insert, chúng ta chọn Picture, rồi chúng ta chọn một cái hình nào đó chẳng hạn như hình này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo lên, kéo lên thì nó nằm lung tung ở đây, chúng ta phải định dạng cho nó. Chúng ta chọn ở đây nhá, có Position này là cái nút mà chúng ta có thể chọn, hoặc chúng ta nhấp chuột phải
chúng ta chọn format picture cũng được hoặc size position cũng được. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn cái hình, ví dụ như là chúng ta chọn hình ở giữa đấy, hoặc là hình thai vân vân. Thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta đặt vào giống như là layout của một trang giấy đó. Thì tương tự logo cũng vậy, người ta có thể thay vào đây hoặc chúng ta vào đây chúng ta hình chọn hình cũng được nhá. Các bạn chú ý cho thầy, người ta cho sẵn cho chúng ta. Đấy, rồi chúng ta có thể kéo lên, hiểu chưa? Rồi các bạn muốn nó cách khoảng cách như thế nào thì các bạn muốn format loại bức tranh nó như nào thì các bạn có thể đổ bóng cho nó này. Ví dụ như là chúng ta làm bóng đổ bóng bóng cho tranh đúng không? Chọn size này, cỡ của bóng này, L là M nhá, angle là độ là góc độ của bóng, distance là khoảng cách giữa bóng và bức tranh. Thì kéo rộng ra thì chúng ta nhìn thấy bóng của bức tranh đó. Hoặc chúng ta có thể vào đây là phản xạ đúng không? Đó, phản xạ lại đúng không? Các bạn thử chỗ này cho thầy nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo lại như thế. Đó. Chúng ta sẽ được như này. Rồi chúng ta sẽ chọn ta vào đây ta chọn tiếp là more option. Thì các bạn chú ý này. Vị trí này là vị trí tuyệt đối. Đấy, vị trí tuyệt đối của cái bức tranh ở trong văn bản. Thì chúng ta thấy là đây là chiều ngang, còn đây dưới là chiều dọc. Horizontal là ngang, là theo chiều ngang. Vertical là theo chiều dọc. Absolute position là vị trí tuyệt đối, có nghĩa là chính xác. Còn relative position có nghĩa là tương đối. Đấy. Còn ở đây là khoảng cách giữa chữ và bức tranh, nó sẽ bao vây xung quanh. Thì chúng ta nhìn thấy khoảng cách từ mép của chữ đến mép của bức tranh. Thì các em có thể tăng lên nhá. Tăng lên, ví dụ top là bao nhiêu các em tăng lên. Đấy. Nó tăng, còn đấy là bottom. Đấy. Cả bên nép bên phải như vậy. Thế còn các em muốn là chỉ nép không thì nó sẽ bên nép, đúng không? Chỉ bên phải không thì sẽ bên phải không. Bức tranh size thì chúng ta có thể kéo rộng cái này ra, nó sẽ tăng cái cỡ ở trong này. Đấy là những cái mà bài học người ta cho. Đấy là nó bị bên này đi, bên trái đi thì nó sẽ bị giảm như thế. Rồi bây giờ chúng ta đã hiểu cách làm rồi. Ngoài ra chúng ta có thể tạo các bóng này ở trên cái thanh này. Đấy, chúng ta nhìn thấy vân vân. Đấy là kiểu dáng của chúng. Đấy là bài thứ nhất mà thầy muốn nói cho các em là cách chúng ta chèn bức tranh ra. Tương tự chèn hai bức tranh ra cũng được. Ví dụ như là chúng ta muốn chèn thêm một cái nữa, chúng ta chọn insert, chúng ta chọn picture, chúng ta chọn này chẳng hạn. Đấy, thì các em lại cũng format cái này với vị trí là square. Đấy, chúng ta cho xuống dưới này. Đó. Đấy, các em thấy dễ không? Ta chèn bao nhiêu tranh ra cũng được nhá. Rồi. Đấy là bài chèn tranh vào các cột và chúng ta phân chia cột, bao nhiêu cột cũng được. 3 cột, 5 cột, 6 cột mà nhiều ra thì nó sẽ cái cột nó sẽ hẹp lại. Vì là cỡ của trang giấy nó chỉ như vậy thôi. Đấy, cỡ trang giấy như vậy thôi. Vậy thầy đã dạy xong cái bài chèn tranh vào trong và phân cột trong văn bản. Bài tiếp theo thì các em sẽ theo dõi tiếp. Thầy sẽ làm rất là nhiều loại bài khác như trộn thư, rồi tạo macro nhanh, vân vân. Thầy chúc các em học bài này thật tốt để nhớ được cái bài này. Chào các em.